và ở trong những cái thời điểm bây giờ đó chúng ta sẽ nhìn thấy được là có rất là nhiều những cái thông tin xấu liên quan đến crypto tại vì sao vậy các bạn tại vì bây giờ đó, cái tâm trạng của mọi người rất là chán nản và rất là phẫn nộ cho nên bây giờ những bài viết tấn công crypto ra thì là được độc giả yêu thích nhiều hơn Tôi thường chia sẻ thêm một cái bài viết với các bạn nữa nhưng mà trước hết đó, thì làm sao chúng ta biết được là nhiều bạn Huy đang rất chán nản và đang có cái tư tưởng rất là bearish về thị trường đó là thường đã có một cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ ngày hôm qua và cuộc bỏ phiếu này đó là trên Twitter, ở trên Telegram và ở trên YouTube thì các bạn sẽ được là cái số lượng bạn tham gia thì rất là nhiều trước hết là cảm ơn các bạn đã tham gia bỏ phiếu nhưng mà kết quả của ba nơi đều giống nhau các bạn thấy được là ở trên Telegram thì phần lớn 47% nói là chúng ta vẫn chưa thấy đấy 28% nói là chúng ta đã thấy đấy rồi còn 25% còn lại đó một phần tư của các bạn nói là không quan tâm khả năng cao là các bạn là người trung bình giá chấm thuận thì bây giờ là thời điểm tốt để mà trung bình giá dài hạn thông tin như vậy Cho nên thường vẫn trung bình giá Còn các bạn thì đương nhiên sẽ có chiến lược riêng của bản thân của mình rồi Thường sẽ chia sẻ thường nên làm gì mà thôi Thì các bạn thấy được là Ở trên Telegram phần lớn nói là chúng ta vẫn chưa thấy đấy Ở trên Twitter thì 52% phần lớn nói chúng ta vẫn chưa thấy đấy Và ở trên Youtube các bạn sẽ thấy được 55% cũng nói tương tự là chúng ta vẫn chưa thấy đấy Thì các bạn ít nhiều gì đó Có thể thấy được là cái cảm nghĩ chung của mọi người như thế nào Chúng ta thấy đấy hay chưa thì không ai biết được Nhưng mà Tâm trạng chung mọi người bây giờ rất là bearish luôn. Vì lý do đó các bạn thấy được chúng ta bây giờ có rất nhiều những cái bài viết nói xấu về crypto đó xuất hiện khắp nơi cũng dễ hiểu thôi. Tại vì họ viết bài họ cần phải có người bấm vào để mà xem. Và bây giờ viết xấu về crypto đó thì lại nhiều người bấm vào xem hơn. Cho nên chúng ta mới thấy những cái thông tin như là thành phố Miami đó bây giờ là một trong những cái trọng điểm mà nhiều người đang chập quê. À, tại vì các bạn đã biết là Francis Wallace là thị trưởng của Miami là một trong những người mà rất là yêu thích Bitcoin và đã có thể nói là muốn biến Miami trở thành một trung tâm crypto không riêng là ở Florida mà còn là trung tâm crypto của nước Mỹ và của cả thế giới nữa thì đương nhiên bây giờ tình hình không tốt đó thì bài viết này đã chọc quê Miami và nói là crypto giống như không có tương lai gì đâu các bạn dựa theo cái tựa đề này nhưng mà các bạn sẽ thấy được là ở trong bài viết này đó thì nó hoàn toàn không có đưa ra một cái lập luận gì gọi là logic hết thường những bài viết mà nói xấu crypto đó thường đều đọc hết các bạn và để thường đọc cho các bạn nghe Họ nói là thành phố uh, Miami Là một thành phố mà yêu thích Bitcoin Và họ cũng đã công nhận Là vì lý do là Francis Wallace đó Là một trong những người mà dẫn đầu Trong cái phong trào chấp nhận Bitcoin Cho thành phố Miami tiếp tục phát triển Theo cái lĩnh vực này Đã dẫn đến rất là nhiều uh, những cái công ty Vào Miami để mà đầu tư Và họ đã đưa ra được là Cái số lượng công ty đầu tư đó Đã tăng lên 2061% Năm 2021 rồi Có nghĩa là rất nhiều những công ty đã đến Miami tại vì thành phố Miami đã đang chào đón Bitcoin dẫn đến là đương nhiên có thể là có thêm công việc làm, có thêm thuế, đương nhiên là được tốt với thành phố rồi các bạn. Và họ cũng đã công nhận là năm 2021 đó Miami chỉ đứng sau lưng San Francisco, New York, Los Angeles à, về cái số lượng công ty công nghệ đến để mà mở trụ sở mà thôi. Có thể thấy được là đây là một trong những bước đi rất thành công của thị trưởng Francis Wallace và họ cũng đã nói bên trên này các bạn rất là thú vị tuy là họ viết một bài viết không có thích crypto nhưng mà họ cũng đã nói là crypto bình thường những cái bộ đông crypto này đó thì cũng sẽ qua đi và giá cả cũng sẽ trở lại mà thôi các bạn hiểu khi các bạn đọc bài viết thì nó không có giống như là cái giọng điệu của cái tên của bài viết các bạn họ cũng công nhận là giá cả sẽ tăng trở lại và thực sự thì cũng đã có cái sự tiến triển tốt ở miami rồi bây giờ họ sẽ nói là những lý do tại sao mà họ nghĩ Miami sẽ thất bại Đầu tiên hết á, thì họ nói là những người mà trong crypto đó thì rất là thích show up, nghĩa rất là thích uh, khoe khoang và rất là thích mở party, nghĩa là ăn chơi thác loạn này các bạn. Đó là lý do tại sao mà họ nói là Miami sẽ thất bại. Thêm vào đó đó thì uh, họ nói là Miami không giống như là New York, không giống như là San Francisco hay là Los Angeles. Uh, bây giờ những cái nơi đó đã mở cửa làm ăn trở lại. Uh, nói chung thì những cái hạn chỉ dịch bệnh đã qua đi rồi. Thì uh, những cái người mà làm việc trong ngành công nghệ đó họ sẽ trở về San Francisco hay là Los Angeles hay là New York chứ không ở lại Miami các bạn thấy được đây cũng không có hợp lý đâu, tại vì Miami đã là một thành phố mà thu hút được người ta đến từ một thời gian dài rồi chứ không phải là mới đây đâu. Gần đây hơn thì điên nhiên là thu hút được những cái người liên quan đến crypto tại vì chính sách các bạn. Tại sao mà những cái công ty crypto đi vào Miami thành phố này để mà hoạt động? Tại vì đây là một nơi mà có chính sách về crypto tốt hơn là những thành phố khác chứ không phải lý do tại dịch bệnh của các bạn cho nên cũng không hợp lý. Và họ nói là nhiều người trẻ đến Miami tại vì đây là một nơi mà có nhiều người trẻ cho nên những người trẻ tới để mà gặp mặt những người trẻ khác. Sau này khi mà không còn nhiều người trẻ ở Miami nữa thì những người trẻ sẽ không tới đây làm việc nữa, cũng không có lý lẽ hết các bạn. Đây là những lý do họ đưa ra. Và thêm vào đó đó thì họ nói là Miami là một nơi mà không có gần những trường học lớn Những trường học lớn đó là không có nằm ở Florida Cho nên là sẽ khó mướn những cái người developer mà có kinh nghiệm Cũng không có hợp lý đâu các bạn Tại bây giờ là thời kỳ người ta làm việc ở nhà mà đâu có liên quan đến các bạn ở đâu đâu Họ vẫn có thể mướn người được mà thôi Và cuối cùng là họ nói là Miami Coin Cái đồng Miami đó thì đồng này là cái đồng mà đang giảm giá Thật ra cả trên crypto đang giảm giá các bạn và đồng Miami này là một đồng mà được tạo ra ở trên cái nền tảng stack của Bitcoin nói chung đây không phải là một cái đồng ICO gì hết á đây là một đồng mà dùng để tặng cho thành phố Miami mà thôi chứ không phải là một đồng mà các bạn mua bán thường xuyên đâu nói chung thì không không biết bất cứ một ai mà lưu trữ đồng Miami này hết á các bạn cho nên việc mà họ nói là Miami sẽ thất bại tại vì đồng Miami thất bại cũng không đúng đâu tại vì đồng Miami đâu phải là trọng tâm của cái việc Miami chấp nhận crypto đó các bạn Miami chấp nhận crypto tại vì họ muốn thu hút những người trong thị crypto đến thành phố của họ thu hút những cái công ty crypto đến thành phố của họ để có thể là tạo ra một cái lĩnh vực mới có thêm thu nhập cho thành phố có thêm thu nhập cho, phố, thu nhập cho tiểu bang và có thêm công an việc làm cho mọi người đó mà là lý do đó các bạn cho nên là viết này thật ra tới cuối cùng cũng không nói được gì hết và đối với tâm trạng hiện bây giờ đó như thường chia sẻ với các bạn thì chúng ta chỉ có thể nghĩ đến là không thể nào các bạn nghĩ chúng ta đang nằm ở trên hưng phấn hay là phấn khích được hay là niềm tin được. Có thể nói là chúng ta bây giờ đang nằm đối với thuận đó là đương nhiên trong cái thời kỳ đầu hàng, phẫn nộ hay là chán nạn. Tôi nghĩ đây là ba khả năng cao chúng ta đang nằm trong cái dung này dù chúng ta nằm trong như nào nữa đó thì đối với thuận hiện bây giờ bản thân thuận vẫn đang tích lũy thuận vẫn cảm thấy được đây là cái thời kỳ tốt để mà tích lũy thuận không có lo lắng nhiều về việc là giá có thể xuống sâu bao nhiêu cái mà thuận lo lắng nhiều hơn là chúng ta không còn nhiều thời gian để mà tích lũy nữa nếu như mà chúng ta đi theo những chu kỳ đó thì có thể chúng ta chỉ còn một năm để tích lũy mà thôi các bạn một năm không phải là thời gian dài một lần nữa thuận chỉ có thể chia sẻ với các bạn là thuận đang nghĩ gì và làm gì mà thôi thuận không phải nào mà khuyên các bạn là làm gì hết mỗi người sẽ có mỗi vị thế khác nhau và mọi chiến lược khác nhau thông chỉ có thể chia sẻ về những gì mình thường đang làm hiện tại và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó trước khi chúng ta kết thúc cái video này đó chính là cái thông tin liên quan đến Coinbase Coinbase bây giờ đang có một cái chiến lược là kêu gọi mọi người đó đổi đồng Tether hết qua đồng USDC và để khuyến khích mọi người đó thì trên Coinbase mỗi lần mà các bạn swap đó các bạn phải trả một cái phí bây giờ họ cho cho các bạn đổi mà không cần phải trả phí zero fee luôn thì đương nhiên đây là một trong những điều mà nhiều người đang đặt câu hỏi bây giờ Tại sao Coinbase lại kêu gọi mọi người đổi hết qua Tether Thì nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của Coinbase á, Tether là một đồng mà họ chỉ mới hỗ trợ cái tay khoảng chừng là 2 năm mà thôi hay là 3 năm mà thôi đổ lại Và đối với lại Tether thì chúng ta đã biết là bao nhiêu năm qua Có một câu hỏi mà chưa có câu trả lời chính xác là Tether có thật sự có cái số lượng tiền dự trữ hay là không Tether vẫn là đồng lớn hiện bây giờ Các bạn nên biết là đồng Tether đứng hàng thứ ba Tổng cộng có 65,7 tỷ đô la các bạn nằm trong Tether. Nếu như mà Tether sụp đổ đó thì vẫn là một trong những cái thiên nga đen sẽ dẫn thị trường này rất là tơi tả luôn. Đó. Cho nên lúc nào ai cũng sợ là Tether sụp đổ hết. Và thật ra cái nỗi lo sợ đó đã có từ nhiều năm rồi. Các bạn đã biết là trên kênh này chúng ta hầu như năm nào cũng nói đến cái sự việc liên quan đến tether có sụp đổ hay là không nhưng mà bao nhiêu năm qua thì tether vẫn không sụp đổ các bạn và tether gần đây thì cũng đã có những cái động thái à, chia sẻ rõ ràng hơn là tiền họ lưu trữ bao nhiêu họ cũng mướn công ty kiểm toán tuy nhiên à, có nhiều người chỉ trích ra đó là công ty kiểm toán tether sườn trước đây là công ty nhỏ ở một cái đảo nhỏ mà thôi thì tether bây giờ cũng đang mướn một công ty kiểm toán lớn hơn chúng ta cũng sẽ biết sớm mà thôi về tình hình của Tether Nhưng mà về việc là Coinbase kêu gọi mọi người đổi hết qua USDC từ Tether Thì một số người nói là tại vì Coinbase lo sợ là Tether gặp vấn đề gì sẽ dẫn đến sàn Coinbase gặp vấn đề Hay là một số người nói là có tin đồn là Coinbase Các bạn đã biết là nhiều người nói là đang gặp vấn đề về tiền bạc Thì có thể là À, đổi hết qua USDC để họ có cái số lượng tiền cần thiết. Tại vì USDC à, được tạo ra bởi công ty Circle và Coinbase là một trong những nhà đầu tư lớn của Circle. Đó là tin đồn mà thôi các bạn. Trên căn bản đó, USDC là công ty ở Mỹ và Tether là công ty không phải ở Mỹ và USDC là cái công ty mà có kiểm toán rõ ràng. Và những điều mà gần đây thường cảm thấy là nhiều người hầu như là không có à, hiểu rõ về sàn FTX sang FTX là sàn ở Bahamas các bạn, không phải là sàn của Mỹ. Như tôi nói là sang FTX sàn của Mỹ không đúng đâu. Nếu như mà đúng thì chính phủ Bahamas đâu có thể thu được tiền các bạn. Tại vì đó không phải là một sàn ở Mỹ. Còn về USDC đó thì đương nhiên nếu như mà nói là tin tưởng 100% đầu ổn định thì đương nhiên không có đồng nào mà chúng ta có thể 100% hết Nhưng mà nếu nói là xếp hạng hiện bây giờ đó về đồng nào mà người ta có lòng tin cao hơn thì đối với thuận thuận vẫn nghĩ là USDC thuận có lòng tin cao hơn đương nhiên đây là cái ý kiến cá nhân của thuận mà thôi và bản thân của thuận cũng lưu trữ phần lớn là USDC chứ không phải là tether thì có thể là lý do tại sao mà công ty Coinbase muốn đổi hết qua USDC tại vì họ sợ Tether gặp vấn đề về uh, Tether đó thì uh, những bạn nào mới tham gia đường chia sẻ một số những cái lịch sử với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử Tether như thế nào thì uh, Tether đó bắt nguồn từ rất là lâu rồi các bạn và có một sàn có sự quan hệ rất bậc thiết với lại Tether là sàn Bitfinex để thường chia sẻ với các bạn đây là cái trang web chính thức của Tether thì các bạn sẽ nhìn thấy bên dưới này đó đây là đội của Tether CEO là GL Van Velde cái đó đó là CFO là Giancarlo Di Vassini Cái đó là tổng chương lý Stuart Wagner Bên dưới này đó là COO là Claudia Lagorio Và CTO là Paolo Adorno Thì chúng ta sẽ chuyển qua một công ty khác Đó chính là công ty Bitfinex các bạn Đây là một cái sàn mà nhiều bạn cũng đã biết đến Khi chúng ta nhìn vào cái đội của sàn này đó Các bạn sẽ được là rất quen thuộc luôn CEO, CFO, COO, CTO và tổng chương lý Đều cùng một người hết các bạn có nghĩa là gì? có nghĩa là hai công ty này ra là cùng một chủ và cùng một cái là đội lãnh đạo và công ty chủ của hai công ty này đó chính là iFinex là công ty chủ của sàn Bitfinex và cũng là công ty chủ của Tether luôn và lý tại sao mà nhiều người lo lắng về Tether đó là bắt nguồn từ Bitfinex đây là một sàn mà đã có mặt trên thị trường crypto từ rất lâu rồi các bạn và đã có hai cái đợt bị hack lớn thứ nhất đó là cái đợt năm 2015 tháng 5 năm đó đó họ đã bị hack và đã bị lấy mất đi 1.500 Bitcoin thời điểm đó đáng giá chỉ có là 400 ngàn mà thôi các bạn. Nhưng mà cái đợt hát lớn nhất mà người ta biết đến từ sàn Bitfinex là đợt hack năm 2016 Tháng 8 năm đó đó họ đã bị hack và đã bị mất rất nhiều Bitcoin các bạn Các bạn có thể thấy được là cái số lượng mà họ mất đó là lên tới 119.756 BTC Thời điểm đó thì tổng cộng chỉ có 72 triệu mà thôi nhưng mà các bạn có biết là con số này bây giờ đã tính giá bây giờ là đáng giá bao nhiêu hay là không cực kỳ lớn luôn nhưng mà lúc đó là 72 triệu nhưng mà 72 triệu đó cũng đã đủ để cho sàn Bitfinex lúc đó đã gần như là phá sản đấy các bạn và cuối cùng họ đã ra quyết định quyết định này khiến cho nhiều người rất là phẫn nộ lúc đó có nghĩa là để tiếp tục hoạt động đó, thì tất cả những cái account trên sàn Bitfinex lúc đó sẽ bị giảm 36% Có nghĩa là cho dù là account bạn có bị hát hay không nó cũng không quan trọng Mọi người đều sẽ phải chịu 36% có nghĩa là chịu chung hết tất cả và sàn sẽ đưa ra một cái token là token B. FX Token này đó là một cái giấy nợ sau này khi mà sàn Bitfinex có thể là làm ăn có lợi thì họ sẽ mua lại đồng BFX này rồi sau đó những cái nạn nhân sẽ được trả tiền. Đó là cái hoạt động của họ cho nên bây giờ những sự kiện như là FTX hay là Celsius thì nhiều người nói là có thể đưa ra một token riêng. Đây không phải là một cái ý kiến mới các bạn là họ học theo cái bài học của Bitfinex trước đây nhưng mà Điều mà làm cho nhiều người có sự lo lắng về Tether đó là cuối cùng thì ra sao? Cuối cùng đó thì những nạn nhân của sàn Bitfinex cũng đã được bồi thường thông qua cái token BFX này và cuối cùng những token này cũng đã được mua lại hết bởi sàn Bitfinex khi mà họ có lời. Thì nói chung như nạn nhân đó thì cũng đã nhận được cái số tiền của họ và không có bị lỗ 36% tất cả như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là chúng ta thấy được là cái mối quan hệ giữa hai công ty này quá lớn và cái sàn Bitfinex á các bạn đã biết là gần đây có một cái thông tin thường để chia sẻ với các bạn là có hai người đã bị bắt ở New York. Các bạn đã nhìn thấy bên trên này đó là Heather Morgan và cái người đứng bên trên là chồng của cô ta là Ilya Laskinstan Thì hai người này đó đã bị bắt và À, chính phủ của Hoa Kỳ đã tịch thu là khoảng 3,6 tỷ đô la crypto đó Các bạn đã nhớ thông tin này rồi Thì hai người này bị mắc đó là liên quan tới cái vụ hát năm 2016 Mà thường vừa chia sẻ với các bạn Thì nhiều người cho hai người này đó là bị giống như là đứng ra chịu tội mà thôi Chứ còn hai người này không giống như là hai người chủ mưu đứng sau lưng dù sau đi nữa đó thì cái sự kiện hai người này bị bắt là liên quan trực tiếp với cái vụ của sàn Bitfinex năm 2016 Cái số lượng tiền mà tịch thu một phần trở lại đó không phải là tất cả Một phần được chính phủ Hoa Kỳ tịch thu thôi đã đáng giá 3,6 tỷ rồi các bạn Trong khi lúc đó chỉ có 72 triệu mà thôi Tất cả số lượng Bitcoin mà bị lấy đi bây giờ một phần đã là 3,6 tỷ rồi Nhưng mà chúng ta trở lại đi thì chúng ta có một cái Thông tin mà chúng ta nhận được là tháng 9 năm 2021 Thì sau khi mà bị New York điều tra đó Thì cuối cùng đã rõ ràng rồi là sàn Bitfinex đó, Thật ra đã bị lỗ và mất đi một số lượng tiền lớn của khách hàng Vào thời điểm năm 2018 Và lúc đó, đó họ nói là họ lưu trữ tiền với một công ty gọi là Crypto Capital Corp Rồi sau đó vì cái tranh chấp gì đó Số tiền đó không lấy được Và để tiếp tục kinh doanh đó, Họ đã mượn 850 triệu các bạn để mà lắp lại cái số lượng tiền này trên sàn của họ và họ mượn công ty gì? Họ nói là họ mượn 600 triệu đến từ công ty Tether. Có nghĩa là các bạn thấy được là công ty Tether cho sàn Bitfinex mượn 600 triệu để lắp cái lỗ hổng 850 triệu thời điểm đó. Nhưng mà các bạn đã mới vừa biết là hai công ty này là cùng một người lãnh đạo mà chẳng khác gì là họ tự ký giấy rồi tiền từ túi trái vào túi phải các bạn. Khiến như nhiều người rất lo lắng luôn. Và cái sự cáo buộc đó là công ty Tether đã dùng tiền của khách hàng hay là họ tự in ra những cái tether ma có nghĩa là không có cái số lượng tiền để mà hỗ trợ cái số lượng tether đó để đưa cho sàn Bitfinex chứ nếu không sàn Bitfinex sẽ bị phá sản vì lý do đó, đó cái sự nghi ngờ liên quan tới là sàn Bitfinex có tiền hay là không hay là tether có đủ tiền để mà trả cho mọi người hay không đó thì cái tính nghi ngờ đó lại càng tăng cao hơn nữa và đã có nhiều nghi vấn trong vòng bao nhiêu năm qua là công ty tether thật ra không có tiền để mà hỗ trợ họ in ra từ không khí rồi họ đưa cái số lượng tether đó cho sang Bitfinex rồi sang Bitfinex dùng số tiền đó để mà đầu tư để mà kiếm lợi nhuận cho nên nhiều người có sự nghi ngờ là công ty tether thực sự là không có đủ cái số lượng tiền để mà trả cho mọi người đó là cái tóm tắt mà thường chia sẻ với các bạn về tether và những nghi ngờ đến từ đầu trong nhiều bao nhiêu năm qua điều mà chúng ta biết đó là trong những sự kiện gần đây thì đã có nhiều đợt người ta đến công ty tether để mà rút tiền và trong vòng 24 giờ đã có thể là 4 tỷ, 6 tỷ được rút luôn và công ty Tether vẫn có thể trả được. Cho nên công ty Tether đó có thực sự là có 60 mấy tỷ hay không thì kiểm toán nhiều người nói là không có thể tin được thì cho là như vậy. Nhưng mà còn thực sự có hay không thì chỉ có họ biết mà thôi các bạn. Chúng ta chỉ biết là nếu như mà rút vài tỷ đô la trong thời gian gần đây đó thì họ vẫn xử lý được nhưng mà có 65 tỷ hay không thì chúng ta không biết. Thì nói chung, về Tether đó, Thuận thì không có tin tưởng lắm Và Thuận cũng không có hy vọng là Tether bị gì đâu các bạn Nhưng mà nếu nói là giữa Tether và USDC thì bản thân Thuận Thuận đang lưu trữ USDC Có thể là sàn Coinbase sợ là trên sàn họ có quá nhiều đồng Tether Dẫn đến nếu như mà Tether thực sự gặp vấn đề thì sàn họ cũng sẽ gặp vấn đề luôn Cho nên họ mới kêu gọi mọi người đổi qua USDC Đó cũng là khả năng Và cái video này cũng rất là dài rồi các bạn Thuận sẽ ngưng cái video này ở đây à, Còn một số thông tin khác Thuận sẽ chia sẻ lại với các bạn trong cái video ngày mai và hôm nay là ngày chủ nhật tại hoa kỳ thì cũng như là hàng tuần nữa chúng ta sẽ cùng nhau để mà trung bình giá cái danh mục đầu tư đa màu trên coi các bạn có thể biết là chúng ta có cái danh mục này là đã từ khoảng chừng là tháng tư của năm nay tới bây giờ thì mỗi một tuần nơi chúng ta trung bình giá 100 đô và Bitcoin khôi và 100 đô vào Ethereum. đương nhiên chúng ta chỉ mới trung bình giá có vài tháng mà thôi cần một thời gian dài để có thể thấy được hiệu quả của trung bình giá nhưng mà từ khi mà trung bình giá từ tháng tư tới bây giờ đó thì giá cả đi xuống mặc dù đã đi xuống rất là nhiều trong vòng mấy tháng qua nhưng mà các bạn thấy được là danh mục này xuống bây giờ là 21.96 phần trăm tại vì chúng ta trung mình giá hàng tuần chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục trung mình giá cho tuần này các bạn thấy được là tổng cái số lượng tiền có hiện bây giờ đó là 5607 các bạn thì chúng ta bây giờ sẽ trung mình giá 100 đô vào Ethereum thì ở cái mức giá hiện bây giờ là 1267 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.079 Ethereum thôi sẽ bấm submit. Rồi chúng ta bây giờ sẽ chuyển qua để mà trung mình giá BTC thì ở cái mức hiện bây giờ là 17125 BTC chúng ta mua 100 đô thì có thể mua được là 0.0058 BTC thông sẽ bấm submit Thì coi như là chúng ta đã thành công trung bình giá tuần này Chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá cho chủ nhật tuần sau Thôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin liên quan đến cái danh mục demo này với các bạn Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này Để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance Và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa các bạn sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để giao dịch Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và tôi hy vọng là các bạn

I ain't playing.